Hiện nay thì trường có 3 chương trình đào tạo chính. Thứ nhất là đào tạo về quản trị kinh doanh, tập trung vào sale. Các bạn học cái chương trình này thì có thể là sau 1 năm thì các bạn có thể trở thành là trưởng phòng sale trong một cái doanh nghiệp. Thứ hai nữa là đào tạo về chương trình Digital Marketing. Thì kết thúc 1 năm thì hình ảnh của các bạn sau tốt nghiệp cũng là có thể trở thành trưởng phòng, giám đốc chức năng của các doanh nghiệp. Thứ ba đó là về về Business Board, thì đây là một cái chương trình rất đặc biệt dành cho các bạn là có tư duy, có mong muốn khởi nghiệp hoặc là có cái nhu cầu và kế thừa những cái doanh nghiệp của gia đình mình, thì các bạn có thể học cái chương trình Business Board.